Hello, xin chào các fly. Hôm nay bài sẽ giới thiệu các bạn các loại móc khóa ở Ton Titan rất dễ thương nè. Những loại này đa phần là plastic và có siêu. Các bạn có thể tháo siêu mặt này cho đẹp cũng được nè. Như mẫu này nhìn có vẻ trong suốt nhưng thật ra là một cái siêu trong suốt, các bạn có thể tháo ra hoặc là không. Tất cả ở đây bay có 12 cái móc plastic. Các bạn có thể mua theo bộ để sưu tập trang trí móc khóa đều được. Ví dụ bộ này có 5M5 nè, có thể bổ sung thêm trong tương lai. Bay bộ kiếm chém nè, hoặc là bộ Mikasa Eren. Thậm chí là các loại kim loại, có thể là móc khóa hay mặt dây chuyền đều được luôn. Đó, logo của đại chiến người khổng lồ. Ở đây có 18 món thì là những món gì nào? Đầu tiên là anh Lệ Vi. Anh Lệ Vi mặc khá là kiểu anime, kiểu chibi dễ thương nè. Anh Lệ Vi nằm một cục thì nhìn ngầu hơn chút đỉnh. Đôi mắt cũng sắc hơn, tay cầm hai thanh kiếm. Anh Lệ Vi thuộc loại tượng mini, nhìn rất chán đời. Bộ tượng này có 5 con các bạn nha. Các bạn có thể mua 5 con để móc khóa trang trí. Nếu móc khóa thì gắn thêm một cái ốc xoáy ở trên là móc khóa, cầm đi rất dễ thương phải không nào? Wow, bộ DM đều rất là chi tiết. Thứ ba, thứ tư là hai anh Eren. Eren đang bay chém và Eren nằm một cục ở đây. Nếu bạn có nguyên một bộ sưu tập Eren có thể trưng bày. Đẹp nhất là các bạn có một cái hộp hoặc một cái bàn có khăn trải ra và trải các món theo bộ sưu tập móc khóa mà các bạn có được. Bay cũng thích sưu tập lắm, có một bộ là chuẩn men. Lâu lâu thì bay sẽ tặng cho các bạn một cái theo đơn hàng, thật ngẫu nhiên các bạn nhé. Thứ năm, thứ sáu là Mikasa. Đây là Mikasa lúc nhỏ này, nhìn khá là ngơ ngác phải không nào? Nhưng trang phục và cái đầu tóc này thì là Mikasa lúc lớn, từ 15 đến 18 tuổi. Đây là Mikasa khuôn mặt ngây thơ, đang nằm với bộ DM trên người của T. 7, 8, 9 đó chính là Annie, Han và Armin. Những móc khóa lẻ này đôi khi rất là hiếm vì người ta ít sản xuất nhân vật phụ lắm. Nếu mà có để sưu tập trang trí đôi khi là hàng hiếm đó vì không có sản xuất lại các bạn ơi. Hồi xưa còn có vlog với lại Jin nữa nhưng bây giờ là không có hàng. Nếu mà sưu tập thì những cái này rất là độc nè. 10, 11, 12 đó chính là Eren đang cơm hộp cùng với Mikasa. Bộ 3, Mikasa, Eren và Armin. Nhìn hình này như là Armin đang giận dỗi giành trai với con này thì phải. Và cuối cùng là Mikasa lực điền đang ôm Eren ở đây. Trang phục giống như kiểu School Junior á, là cái bạn Chigui mà mấy đứa nhỏ nhỏ các bạn. Có lẽ như Eren đang bệnh hay là sẵn vác đồ, vác luôn cái mền gì đó ở trên. Rất đẹp phải không nào? Các bạn có thể tháo móc khóa luôn, để một miếng plastic như vậy để trên bàn trang trí luôn. Nghe rất đã tai phải không nào? Được cắt theo khuôn mẫu của nhân vật và còn siêu nha, dễ thương nè. Ồ, thiệt ra còn cái thứ 13 ở đây nè các bạn. Đó chính là cái thư hiệu chính xác đoàn. Để móc khóa cũng đẹp, để ở giữa nguyên cái bộ sưu tập vây quanh vòng tròn cũng đẹp. Tùy cách sắp xếp của bạn thôi, nếu bạn là một người sưu tập đồ anime nên sưu tập từng món rồi dần dần lên đủ bộ. Nếu các bạn chọn sưu tập những món này thì bay sẽ nhập nhiều hàng hiếm về để các bạn có thể sưu tập cho đủ bộ. Ở đây là móc khóa của 4 quân đoàn nè các bạn. Đó chính là quân đoàn thực tập sinh nè, cảnh vệ bảo vệ hoàng gia nè, đội hoa hồng công an phường đồn trú nè, và cuối cùng là trinh sát đoàn chuyên trinh sát ở ngoài thành. Hai loại huy hiệu khác nhau nhưng loại này đặc biệt một chút là nó có cả kiếm ở trên nè các bạn, lời thêm hai cây kiếm nữa, trời ơi. Đẹp vậy lên. Bạn tháo kiếm ra hay cắm vô còn được, cho nó ngầu. Đó, gõ được nè. Và cuối cùng đó chính là chìa khóa kho của nhà Jaeger. Đây, chìa khóa đấng Eren hay đeo trên cổ đó các bạn. Kho chứa bí mật của thế giới. Chìa khóa vừa to vừa đẹp. Bạn có thể là móc khóa, dây chuyền hoặc bỏ vô bộ sưu tập Aston Titan của mình cũng được. Đây có huy hiệu là đại chiến người khổng lồ. Các bạn thể tách riêng hay để chung đều được. Những loại dây chuyền thì bay có tặng thêm dây chuyền cả trong rồi nha. Là ví dụ như là cái này. Bộ sưu tập móc khóa trang trí bàn Titan tạm thời chúng ta dừng ở đây. Bay sẽ quay lại với bộ sưu tập này nếu nâng cấp nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Thành một cái loại đa dạng luôn các bạn nha. Thể làm bàn treo, bàn để, bàn đồ đều được hết nè. Và bây giờ thì tạm bye bye các bạn nha. Các bạn hãy đăng ký kênh để xem các loại hàng mới và kỳ lạ nhất nhé. Để đặt hàng hãy vào Lazada, Shopee, Sen Đỏ của Buy Store hoặc inbox trực tiếp Facebook và buybuby.com. Đổi quà miễn phí ở tập 226.